Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Official. Ở video trước mình có nói về những ưu nhược điểm khi học ở Nhật Bản. Vậy nên ở video này mọi người cùng mình tìm hiểu xem nếu học ở Việt Nam thì sẽ có những ưu nhược điểm gì nhé. Về ưu điểm, đầu tiên phải kể đến đó là có ông bà chăm sóc và đưa đón. Mình được cái lấy chồng gần nên hôm nào ông bà nội bận thì ông bà ngoại cũng có thể đi đón cháu được. Không như ở bên Nhật, nếu công việc bận, phải tăng ca nhiều thì đón con sẽ rất là muộn. Ngày xưa mình làm ở bên Sozai, thuộc một bộ phận của khu bếp, chuyên về nấu ăn và đóng hộp. Mình ở bên bộ phận này thì rất hay phải tăng ca, nhiều hôm về đón con mà lớp chỉ có một hai bạn thôi, nhìn trông rất là thương con. Đi làm hôm nào cũng chỉ mong đúng giờ về để đón con thôi, học ở Việt Nam thì có ông bà đón sớm nên là cũng đỡ mong. Về ưu điểm thứ hai đó là trẻ học ở Việt Nam thì sẽ năng động, hòa đồng và hoạt bát hơn. Theo mình quan sát thì các bạn nhỏ học ở Việt Nam rất là năng động do môi trường giáo dục kết hợp giữa học tập và vui chơi, giúp phát triển cả về kiến thức và kỹ năng xã hội. Và sau mỗi buổi học hay những ngày cuối tuần thì trẻ sẽ được đi chơi ở nhà bạn bè, hàng xóm nên chúng rất là hòa đồng và bạo dạn hơn. Mình ở Nhật 4 năm nhưng mà số lần mình gặp hàng xóm đếm trên đầu ngón tay. Tại vì ở Nhật họ sống rất là khép kín, cũng ít tiếp xúc với những người bên ngoài. Vậy nên là cuối tuần họ thường cho con đi siêu thị hay là công viên hơn. Chứ ít có người nào mà qua nhà nhau chơi như là bên Việt Nam mình. Ưu điểm thứ ba đó là không có rào cản về ngôn ngữ. Tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ nên chắc chắn là mọi người sẽ không gặp khó khăn gì trong việc trao đổi với giáo viên và nhà trường. Thế nhưng nếu ở Nhật mà không biết tiếng Nhật thì đây sẽ là một rào cản khá lớn khi sống ở Nhật. Nếu bạn chỉ sinh hoạt bình thường thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng nếu như bạn đang có con theo học ở Nhật mà không biết tiếng Nhật thì sẽ khá là thiệt thòi. Ví dụ đi học phụ huynh ở Việt Nam thì các cô giáo và phụ huynh sẽ họp chung cùng với nhau. Thế nhưng bên Nhật thì họ lại họp một một, tức là một cô giáo và một phụ huynh sẽ có 15 phút ngồi nói chuyện và trao đổi thông tin về việc học hành, sinh hoạt của bạn nhỏ ở trên lớp và ở nhà. Và những cái ngày họp này thì sẽ thường tổ chức vào những cái ngày mà con của mình đi học trong tuần. Nếu như không biết tiếng Nhật thì đây chắc chắn sẽ là một thiệt thòi lớn. Bởi vì các cô sẽ nghĩ là mình không hiểu hết được nên sẽ chỉ nói qua loa thôi. Còn về nhược điểm khi học ở Việt Nam, theo cá nhân mình thấy thì trẻ con hiện nay khá là áp lực trong việc học hành và phải đi học thêm khá là nhiều. Ngày xưa mình lên cấp 2 mới phải đi học thêm. Thế nhưng bây giờ trẻ con ngay từ cấp 1, thậm chí là mẫu giáo đã phải đi học thêm rồi. Điều đó vô hình chung làm trẻ cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn với việc học tập mà không có thời gian để nghỉ ngơi và vui chơi đúng với độ tuổi của trẻ. Về nhược điểm thứ hai nữa là thời gian học khá là sớm. 7 giờ các cháu vào học thì phải dậy từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 30 để vệ sinh cá nhân, ăn uống và đi học. Thời gian học khá là sớm so với các nước như Nhật Bản, Anh, Mỹ, vân vân. Với các bạn nhỏ thì giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Nếu các bé được ngủ đủ thì mình nghĩ việc học tập của trẻ cũng sẽ hiệu quả hơn. Nếu các bạn thấy quan tâm về vấn đề này thì có thể để lại bình luận ở bên dưới để mọi người cùng thảo luận nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy video của mình hay và có ích thì có thể like và subscribe cho kênh của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.